Những doanh nhân nổi tiếng sinh năm Nhâm Dần. 1. Đoàn Nguyên Đức. Đoàn Nguyên Đức sinh năm Nhâm Dần 1962, quê tại Bình Định và có biệt danh là Bầu Đức. Ông là người Việt nổi tiếng như một ông bầu trong làng bóng đá và đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt qua thương hiệu nổi tiếng Hoàng Anh, Gia Lai. Đoàn Nguyên Đức nổi tiếng là người đam mê bóng đá và được giới truyền thông thể thao gọi là Bầu Đức. Từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá, thành lập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal GMG đào tạo bóng đá trẻ. 2. Ông Đỗ Quang Hiển. Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Sài Gòn, SHB, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Ông là kỹ sư vật lý vô tuyến. Sau nhiều công việc liên quan đến kỹ sư, ông chuyển sang Viện Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia, làm ở đây đến năm 31 tuổi rồi trở thành Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tập, một công ty hoạt động đa ngành, từ tài chính, bất động sản, thể thao, tài chính tới công nghiệp. 3. Hà Thu Thanh. Bà Hà Thu Thanh được mệnh danh là nữ tướng ngành kiểm toán, sinh năm 1962 tại Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán, nay là Học viện Tài chính Hà Nội. Sau khi ra trường, bà Thanh được phân công về thẳng Bộ Tài chính công tác rồi điều chuyển sang làm việc tại Công ty Kiểm toán Việt Nam. Hiện nay bà đang là Chủ tịch Công ty Deloitte Việt Nam, tiền thân là Công ty Kiểm toán Việt Nam, VACO, là một trong những công ty kiểm toán lớn nhất tại Việt Nam.